Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi quý vị và nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được 9 vạn km rồi các bạn nhá. Phiên bản máy dầu này rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe Fortuner máy dầu 2019 này, chúng tôi đang bán với giá là 875 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu sản xuất năm 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu 2019 màu mận chín này các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Fortuner 2019 máy dầu này các bạn này. Nhìn về phần bên ngoài thì bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ quý vị các bạn nhé. Độ thêm rất là nhiều đồ chơi xịn, toàn bộ từ đèn này cho đến đề nổ start top này, border kit này, các thứ đã được độ lên rất là nhiệt đẹp rồi các bạn ạ. Một chiếc xe nhìn như một chiếc xe Lexus các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này đã được độ lên rất là đẹp rồi. Đấy, rất mới luôn. Và màu của chiếc xe này là màu mận chín quý bạn nhé. Đấy, và nhìn về phần đầu thì quý bạn thấy đấy, rất là đẹp này. Xe được trang bị hệ thống đèn toàn bộ là đèn LED rồi nè. Đèn pha bi xenon, đèn LED ban ngày, đèn xi nhan đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Xi nhan này là xi nhan chớp. Đấy, rất là đẹp luôn này. Mặt ca lăng giống y như là những chiếc xe Lexus các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và dàn lốp còn rất là dày các bạn nhá. Đây là dàn lốp còn rất dày này, toàn bộ từ bậc cửa này. Dàn lốp rất là mới, rất là dày luôn các bạn nhá. Đấy, và nhìn về cái phần đằng sau, phần ba đời sốc sau thì bạn thấy đấy ạ, cũng đã được chủ xe độ lên từ cái phần đuôi gió cho đến những cái phần ốp cốp sau này, border kit sau này đều rất là đẹp luôn ạ, toàn bộ đồ xịn này. Và lốp sơ cua đây các bạn này, phần gầm này, gầm rất là mới luôn các bạn nhé. Những chiếc xe SUV gầm cao này thì tôi có thể quay được gầm cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, đây là những cái phần gầm đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. 2019 rất là đẹp này. Toàn bộ từ những cái cụm đèn này cũng đã được chủ xe ốp trang trí này, ốp bảo vệ này, rất là đẹp và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Tất cả đều rất là mới luôn các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị màn hình camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe SUV 7 chỗ ngồi máy dầu. Toàn bộ về phần ngoại thất bên ngoài rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong, cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe này. Keo chỉ còn nguyên bản này, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cũng đều rất là mới này. Đấy, nhìn vào đây chúng ta đã biết được là chủ xe độ thêm rất là nhiều thứ rồi. Vô lăng bọc da ốp vân gỗ này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, vô lăng tần số đều rất đẹp, màn hình Android. Đấy, đề nổ start top chủ xe đã lắp thêm này. Đấy, lắp thêm đề nổ start top. Nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe và là ghế điện luôn rồi các bạn nhé. Trải sàn 3D rồi, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe này chủ xe cũng rất là cầu kỳ cho cái phần trang trí cũng như là về phần độ lên cho chiếc xe này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cam hành trình đầy đủ hết rồi, cảnh báo áp suất lốp này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Đấy, chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2019 luôn các bạn nhé. Đấy, sản xuất 2019, ghế điện đầy đủ rồi. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau
bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ nội thất phía sau, nội thất màu nâu bạn nhá, rất là đẹp luôn này, rất là đẹp, rất là sang. Đấy, và chủ xe cũng đã lót sàn 5D, nhìn rất là đẹp luôn các bạn nhá, sang xịn mịn. Đấy, rất đẹp luôn rồi. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem ở cái phần cốp sau này nhá. Phiên bản Fortuner 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Toàn bộ cả những cái phần ốc cốp sau này là còn nguyên bản này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên bản. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhá. Đấy, và đằng sau nhìn rất là rộng và đã được chủ xe ốp toàn bộ từ những cái phần nỉ trần cho đến những phần sàn đều rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, rất là sang, rất là sạch sẽ luôn các bạn nhé. Ở những chiếc xe Toyota 7 chỗ ngồi thì chiếc xe Fortuner này cũng rất là rộng các bạn nhé. Và được ghế, hàng ghế sau, hàng ghế thứ ba được treo rất là gọn, rất là gọn gàng để được rất là nhiều đồ các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, bậc cửa này. Đấy, tất cả đều rất là đẹp này. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên này, táp bi cánh cửa này còn zin, còn nguyên, rất đẹp luôn. Từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp và rất là mới luôn bạn nhé. Màn hình Android, camera hành trình, camera lùi đầy đủ rồi, không còn thiếu mấy cái gì nữa các bạn ạ. Một chiếc xe tương đối là đầy đủ. Khóa zin của xe là 2 chiếc và chủ xe đã độ thêm 2 chiếc khóa để nổ start top. Đấy, cho nên là rất là nhiều chìa khóa đấy ạ. Đấy, chủ xe đã độ thêm rồi các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, động cơ này thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Fortuner 2019 này là một cái khối động cơ diesel với dung tích 2.5 lít các bạn nhé. Và điều mà đặc biệt chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở cái động cơ này là nó còn nguyên bản này, tất cả còn nguyên bản này. Từ ốc cabo, keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, tất cả là đều nguyên bản và mới, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, tôi một tay cầm một cái điện thoại tôi quay và một tay đỡ cái nắp cabo, mà cái nắp cabo của chiếc xe này là quá nặng luôn các bạn ạ, rất là dày và nặng đấy ạ. Đấy, và ốc này, toàn bộ những ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là ốc nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn nhé, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Fortuner 2019 máy dầu các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá 875 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh,
Những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.